mưa đầu mùa lên các bạn. Cơn mưa quá bất ngờ. Mấy con gà con này nè, ướt nhẹp hết luôn. Nó không tìm được chỗ trú mưa không. Con nào cũng thấy nó cúm. Tiếc ghê, và có một con nó chết rồi nè. Chán thiệt chứ. Thì bây giờ nó ướt nhẹp hết rồi. Bây giờ con cách giờ sấy khô nó thôi chứ sao giờ. Mấy con này sau khi mình sấy khô nó thì nó ăn lại bình thường, khỏe lại lên. Còn mấy con gà này nó còn nhỏ, được mấy ngày à. Hên là mình để trong nhà, chứ để ở ngoài trời chắc cũng tiêu luôn. Hồi sáng này mưa bất ngờ quá, mấy con gà này trốn không kịp nên bị ướt hết luôn. Y chà, con này sao suy vậy. Con này không biết có qua khỏi con trăng này không đây, thấy yếu quá. Hên quá, phát hiện kịp thời. Vậy thôi các bầy này chắc cũng mắc mưa chết hết.